Hello mọi người, mình là Sport Hùng đây và chào mừng các bạn đến với trận chung kết đôi nam lứa tuổi học sinh lứa tuổi 18 trừ. 5-1. Điểm số là 5-1 cho cặp đôi của Trung học phổ thông Bắc Thăng Long và đối thủ của họ là Trung học phổ thông Hoài Đức, cặp đôi phía xa màn hình. Mọi người cứ xem nhé, Hùng sang bên kia live stream này. Đập khỏe thế, rồi sự bền bỉ của tay vợt đẩy ra cầu. Các bạn có thể nhận ra ở bên phía gần màn ảnh vận động viên đi đôi ép cầu rất nhanh đến từ trường trung học phổ thông Bắc Thăng Long. Cầu trong sân đường ra cầu 8-4. Đổi giao cầu
1 0 Đổi giao cầu. Oh,